Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Huỳnh Hồng Loan đang có mặt tại BB Thanh Mai. Sau những ngày mà phơi nắng dầm mưa tận Ninh Thuận quay cho xong bộ phim Mẹ Rơm, thì da của Hồng Loan hiện tại là đang rất là bị khô này do phơi nắng nhiều quá. Trên đó đúng là cái nắng Ninh Thuận rất là nắng nha mọi người. Nên là da Hồng Loan rất là khô nè, rồi đen rồi sạm đi nữa. Cho nên là ngày hôm nay Huỳnh Hồng Loan đã tới BB Thanh Mai để trùng tu lại nhan sắc để chuẩn bị cho những bộ phim mới và Tết cũng sắp tới rồi. Thì Hồng Loan nghe nói là ở BB Thanh Mai có một dịch vụ đó chính là Super Nano Collagen, rất là tốt tại vì vừa cấp ẩm cho da nè, vừa làm mềm mịn da nè, vừa bóng mượt nữa. Cho nên là nghe nói là khi mà mình làm xong cái liệu trình này á, thì mình không cần make up luôn, ra ngoài vẫn âu tươi xinh đẹp. Nghe là thích quá đúng không cả nhà? Cho nên là Hồng Loan hôm nay lại có mặt ở BB Thanh Mai để trải nghiệm dịch vụ đó. Bây giờ cả nhà theo chân Huỳnh Hồng Loan để trải nghiệm dịch vụ nha. Đi thôi. Xin chào cả nhà. Hôm nay BB có một vị khách rất là đặc biệt và rất là xinh đẹp ghé thăm luôn cả nhà mình nha. Đó chính là chị Hồng Loan nha cả nhà. Nếu như cả nhà mình á, mà là fan hâm mộ của nhân vật Loan Khờ trong bộ phim Mẹ Rơm á, thì chắc chắn là cả nhà mình sẽ nhận ra chị ngay. Và cả nhà mình cũng sẽ rất là bất ngờ bởi vì ở ngoài thực tế thì chị rất là xinh đẹp và dễ thương nha cả nhà. Thì hôm nay á, chị Loan sẽ livestream với cả nhà về công nghệ Super Nano Collagen mà chị Loan sắp sử dụng. Thì cả nhà mình cùng theo dõi nha. Hiện nay thì chị Loan mình đang UT. Cái bước UT này thì chắc là mình cũng mất khoảng 30 phút đó cả nhà. Thì sau khi UT xong thì bác sĩ sẽ làm cho chị. Và trong cái khoảng thời gian mà chị đang UT đó, thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà một chút về cái live ngày hôm nay nha. Cả nhà mình xem livestream của ngày hôm nay thì nhớ like, share, comment nè, và tag tên ba người bạn thân nhất của mình vô đây. Và cả nhà mình sẽ được tặng 5 mặt nạ dưỡng da cao cấp của BB khi đăng ký làm đẹp với dịch vụ này. Và chỉ trong livestream này thôi cả nhà mình nhá. Cho nên là cả nhà mình tranh thủ nha. Lát nữa mình sẽ nhắc trong suốt buổi livestream để cả nhà mình biết đến cái chương trình đặc biệt này. Sau khi làm xong các bước đó thì cả nhà mình nhớ là inbox cho BB nha, để BB có thể gửi quà tặng cho cả nhà nha. Và cái mặt nạ dưỡng da đó thì mình chia sẻ một chút xíu. Đó là một mặt nạ dưỡng da giúp ngăn ngừa lão hóa nè, kích thích sản sinh collagen giúp cho da chúng ta được săn chắc và khỏe đẹp hơn. Rồi mặt nạ dưỡng da làm dịu mát cái làn da, làm sạch nè, kiểm soát bã nhờn, kháng viêm và hỗ trợ chăm sóc da bị mụn luôn nha cả nhà. Mình sẽ có hai loại mặt nạ để có thể lựa chọn trong cái chương trình này luôn. Cả nhà ơi, bây giờ thì chị Loan mình cũng UT được 30 phút rồi nè. Thì bác sĩ sẽ bắt đầu là mình sẽ tiêm cái Super Nano Collagen cho chị nha. Trong cái buổi livestream ngày hôm nay á, cả nhà mình nhớ like nè, share, comment và tag tên ba người bạn thân nhất của mình vô đây nha. Thì cả nhà sẽ được tặng 5 mặt nạ dưỡng da cao cấp của BB Thanh Mai. Và nhớ là trong cái livestream này thôi cả nhà nhé. Có chị Loan đang hỏi là chị Loan ơi, chị Loan đang làm gì đó? Chị cũng tên Loan luôn á. Dạ hôm nay chắc là chị Loan đang nằm nên em sẽ chia sẻ với mình luôn nhé. Hôm nay chị Loan đến BB Thanh Mai để chị sử dụng công nghệ Super Nano Collagen. Thì công nghệ này nó sẽ giúp cho làn da của chị được căng bóng, mềm mại, mướt và mịn hơn. Thì nếu như cả nhà mình đang gặp tình trạng như vậy thì cả nhà có đến có thể ghé BB Thanh Mai để mình điều trị chăm sóc da đón Tết cả nhà nhé. Em chào chị Ngọc. Chị Ngọc có đặt câu hỏi là dấu hiệu của da bị thiếu hụt collagen là gì ạ? Dạ chị Ngọc ơi, nếu như mà da của mình mà bị thiếu hụt collagen á, thì chắc chắn là nó sẽ bị những cái hiện tượng như là bị xỉn màu nè, bị khô nè. Nó sẽ xuất hiện nhiều những cái nếp nhăn mảnh chị nha. Da của chúng ta nó sẽ không còn đều màu nữa, hoặc thậm chí nặng hơn nó có thể gây ra cái tình trạng là bị độ cơ đó chị Ngọc. Cho nên là nếu như mà mình hiện tại đang gặp những cái vấn đề như thế này, chị có thể ghé đến BB Thanh Mai để được bác sĩ tư vấn trực tiếp và sử dụng những công nghệ phù hợp để điều trị da. Hoặc là mình hoàn toàn cũng có thể sử dụng công nghệ Super Nano Collagen mà chị Loan đang sử dụng chị Ngọc nhé. Dạ em chào chị Hoa. Chị Hoa chị thả tim thôi chưa nói gì hết. Dạ em chào chị Ngọc. Chị Ngọc có đặt câu hỏi là điều trị công nghệ này có khắc phục được những cái nếp nhăn li ti không ạ? Dạ có chị Ngọc nha. Dạ có chị Nga nha. Đối với những cái nếp nhăn li ti nè và những cái nếp nhăn mạnh của mình á, nó sẽ được giải quyết rất là tốt luôn ạ.
Tại vì mình chỉ cần làm một lần thôi. Lần thứ hai khi mà các chị ghé đến BB á, là thường là sau 15 ngày đó chị, là em đã thấy da của các chị đã được cải thiện rất là tốt rồi. Về độ sáng nè, độ ẩm nè, và đặc biệt là về những cái nếp nhăn mảnh li ti rồi đó chị. Khi mà da mình được cung cấp rất là nhiều những cái dưỡng chất như thế này thì da của chúng ta sẽ được cải thiện rất là nhanh. Thì trong vòng khoảng 15 ngày thôi là mình đã thấy được cái sự cải thiện của da rất là đáng kể rồi ạ. Em chào chị Hoa. Chị Hoa có đặt câu hỏi là liệu trình này thì bao lâu làm lại? Dạ chị ơi, mỗi lần làm thì mình sẽ cách nhau 15 ngày đó chị. Chị yên tâm nha. Chị cũng chỉ cần ghé BB để làm đẹp da thôi. Vì khi mà gần tới ngày làm liệu trình tiếp theo đó chị, thì bên em sẽ có một phần chăm sóc khách hàng liên lạc với mình trước nè, để nhắc cái ngày mình lên. Nên là các chị chỉ cần tới đây để làm đẹp thôi. Còn tất cả những cái gì còn lại để BB lo hết chị Hoa nha. Cả nhà ơi, trong cái buổi live stream ngày hôm nay á, thì cả nhà mình nhớ like, share, comment nè, và tag tên ba người bạn thân nhất vô đây cho mình nha. Thì các bạn sẽ được tặng 5 mặt nạ dưỡng da cao cấp của BB Thanh Mai khi mà mình đăng ký sử dụng liệu trình Super Nano Collagen giống như chị Loan mình đang sử dụng đấy ạ. Có một khách hàng nam nha chị Loan. Khách hàng nam tên là Minh. Không biết có quen chị Loan không mà đang khen chị Loan là chị Loan để mặt mọc không làm gì cũng thấy xinh nữa. Chị Loan đang làm liệu trình á, đang làm liệu trình nano collagen. Cho nên là chắc là chị đang để cho bác làm thì cảm thấy thoải mái hơn. Vậy em cảm ơn anh Minh nè. À, cả nhà mình nếu mà có thắc mắc gì thì có thể là inbox cho BB nha. Chị Thảo có đặt câu hỏi là trong quá trình điều trị của mình đó, thì mình mất bao lâu? Dạ chị Thảo ơi, mình chỉ cần 30 phút điều trị thôi nhé. Là làn da của mình đã được là mình đã được sở hữu một cái làn da căng bóng mướt mịn rồi ạ. Thông thường thì mình có thể ủ tê khoảng 30 phút nè, sau đó là cho em 30 phút thôi là các chị đã sở hữu được một cái làn da căng bóng mướt mịn rồi nha chị Thảo nhé. Anh Phong có hỏi là bên mình có điều trị cho nam không? À dạ anh Phong ơi, cái dấu hiệu lão hóa da thì nó sẽ xuất hiện giữa nam và nữ là như nhau luôn. Cho nên chắc chắn là mình hoàn toàn có thể điều trị được anh nhé. Và chắc chắn là làn da của các anh mình cũng cần được chăm sóc tốt này, được bảo vệ từ rất sớm càng tốt nha anh. Để mình luôn duy trì được cái vẻ điển trai của mình ạ. Chắc là anh Phong mình cũng đang muốn điều trị công nghệ nano collagen để làm da của mình được chăm sóc tốt hơn, được sáng hơn đúng không ạ? Anh Phong có thể để lại số điện thoại nha. Chăm sóc khách hàng bên em sẽ liên lạc với anh Phong sớm. Hoặc là anh Phong có thể điện vô tổng đài hotline của bên em, đó là 1800 6617, để mình được tư vấn nhanh hơn anh Phong nhé. Chị Yến có đặt một câu hỏi, đó là chị Yến có khen là mình đã từng sử dụng và cảm thấy vô cùng hiệu quả. Em cảm ơn chị Yến rất là nhiều nha, cảm ơn chị rất nhiều luôn á. Vì chị đã luôn tin tưởng BB này, rồi cho BB có cơ hội để chăm sóc làn da cho chị. Chị biết không, mỗi lần mà thấy các anh chị đến BB đó, thì mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Thì chính cái vẻ đẹp của các anh chị đó sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc cho BB đấy ạ. Chị Yến ơi, nếu như mà mình muốn sử dụng công nghệ này á, thì mình có thể là mình like nè, mình share, mình comment và tag tên ba người bạn của chị vô đây nha. Thì chắc chắn là chị sẽ nhận được 5 cái mặt nạ dưỡng da cao cấp của BB nè. Và chị cũng có thể sử dụng công nghệ này để làm đẹp da đón Tết chị Yến nhé. Cả nhà mình có câu hỏi gì thì cứ đặt nha, em có thể hỏi bác sĩ để chia sẻ cho nhà mình luôn ạ. Chị Lan Anh, em muốn đăng ký cho mẹ làm liệu trình này thì phải làm như thế nào ạ? Dạ chị Lan Anh ơi, chị có thể để lại số điện thoại để chuyên viên tư vấn bên em gọi cho chị liền nha. Hoặc là nếu như mà gấp quá thì chị cũng có thể gọi vô tổng đài hotline 1800 6617 để mình được tư vấn liền cho mẹ luôn ạ. Nếu như mà mẹ của mình mà làm công nghệ này thì thực sự rất là tốt luôn đó chị. Bởi vì thường á, khi mà lớn tuổi nè, da của mẹ thì sẽ có thể là bị khô nhiều hơn mình, bị xuất hiện những cái nếp nhăn mặn nhiều hơn mình nữa. Cho nên là nếu như mà mẹ được làm sử dụng công nghệ này thì em nghĩ là mẹ sẽ rất là thích đó chị. Cảm ơn chị rất là nhiều, bởi vì chị đã tin tưởng và muốn dẫn mẹ tới để điều trị bên em.
chị Mai Anh nói là chị Mai Anh ngồi máy lạnh rất là nhiều nên da chị Mai Anh bị khô. Thì không biết là cái liệu trình này có cải thiện được không? À chị Mai Anh ơi, chị yên tâm nha. Thì với công nghệ này thực ra là mình đã được cung cấp độ ẩm lên tới hơn 90% luôn đó. Cho nên là nếu như mà mình ngồi máy lạnh, da bị khô, bị nheo này, bị xuất hiện những cái nếp nhăn mảnh này, mình sử dụng công nghệ này cực kỳ là hiệu quả luôn ạ. Mình chỉ cần làm trong một lần đầu tiên thôi, là sau trong vòng một tuần là chị đã cảm nhận được sự thay đổi của làn da rồi, làm cho da của mình được mướt mát hơn, không có bị khô nữa, làm sáng hơn và làm căng bóng hơn chị nhé. Có các bạn nói là à đây có phải là chị Loan Khờ đóng trong phim Mẹ Rơm hay không? Dạ đúng rồi đó, kẻ nhà đó chính là chị Loan đó ạ. Các bạn nói là phim này hay lắm. Ôi chị ơi, các bạn khen chị quá trời nè. Phim này hay lắm. Ở ngoài chị đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ở trong cái bộ phim đó thì chị Loan đóng cái vai Loan Khờ nên là chị không có được diện những cái bộ đồ đẹp nhiều. Nhưng mà khi mà các cả nhà mình mà gặp chị ở ngoài, cả nhà sẽ rất là bất ngờ nha. Chị rất là xinh xắn, rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn và rất là xinh đẹp nha cả nhà. Chị Loan đóng phim rất là hay. Dạ đúng rồi ạ. Chị Loan vừa xinh đẹp vừa đóng phim rất hay, rất là tài năng luôn nha. Bác ơi, có bạn Lan thì đặt câu hỏi cho bác là điều trị bằng công nghệ này có phải duy trì không ạ? À? Mà nếu không duy trì thì có bị ảnh hưởng như thế nào đến làn da sau này không bác ha? À, liệu trình Super Nano Collagen này á, thông thường thì một lần một đợt điều trị của nó sẽ là 3 lần thì nó sẽ duy trì được cả năm. Nhưng mà bởi vì là cái da mình theo thời gian nó sẽ vẫn sẽ lão hóa, mỗi năm nó sẽ mất 1-2% collagen. Chính bởi vậy nên là nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên mỗi năm chúng ta bổ sung một đợt 3 lần như vậy thì nó sẽ tốt cho da và nó ngăn chặn quá trình lão hóa nó tốt hơn. Dạ em cảm ơn bác. Cả nhà mình yên tâm nha, sau khi điều trị bằng công nghệ làm đẹp da này rồi, cả nhà duy trì tính theo năm đấy ạ. Hoặc là mỗi năm cả nhà mình cũng đều có thể chăm sóc da một lần, giống như mình chăm sóc sức khỏe vậy đó cả nhà, để mình duy trì cái vẻ đẹp của mình được lâu hơn nhé. Chị Mai hỏi là chị Lan ơi, chị làm có bị đau không? Dạ không có đau đâu cả nhà nha, không có đau đâu chị Lan ơi, chị Mai ơi. Tại vì chị Lan đang làm rất là thoải mái luôn thì mình không có bị đau đâu ạ. Giống như kiến cắn li ti thôi, không có gì đâu nha chị. Rất là thoải mái cả nhà nha. Bác sĩ đang điều trị và đang đưa dưỡng chất Super Nano Collagen để cho da chị được cải thiện tốt hơn này, được căng bóng hơn, mướt mịn hơn và sáng hơn đấy ạ. Chị Oanh có hỏi là sau khi điều trị xong công nghệ này thì mình có phải kiêng gì không? Dạ không chị Oanh nhé. Bởi vì mình cung cấp rất là nhiều những cái dưỡng chất rất là thân thiện với cơ thể của mình thôi. Cho nên là mình không có phải kiêng gì hết. Chị có thể giúp em là trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau làm nè. Mình không có nên makeup chị nha. Mình để cho da mình được nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái. Giống như chị Loan bây giờ nè. Chị Loan tới bên em vào một buổi chiều tối. Thì bây giờ chị Loan làm xong, về nhà mình ngủ một giấc rất là thoải mái. Và đến ngày hôm sau thì da mình bình thường. Mình không có phải kiêng gì hết nha các anh chị. Mình cứ ăn uống thật nhiều nước nè, ăn nhiều rau xanh, trái cây để da mình được hấp thu collagen tốt hơn nữa ạ. Cả nhà mình nhớ xem like, xem cái buổi live stream ngày hôm nay á. Cả nhà mình nhớ like này, nhớ share này, comment nè. Và nhớ tắt tên ba người bạn thân nhất của mình vô đây nha. Thì cả nhà mình sẽ được tặng 5 mặt nạ dưỡng da cao cấp của BB. Và khi mình sử dụng công nghệ Super Nano Collagen ạ. Chị Lan xinh quá. Chị Lan ơi, chị Lan nằm thôi đó nha. Mà em thấy rất là nhiều người khen chị Lan xinh, chị Lan đẹp, chị Lan đẹp mọc mọc dễ thương. Nếu như mà cả nhà mình á có đặt câu hỏi gì thì cả nhà mình cứ để lại câu hỏi cho em nha. Thì bên em sẽ có một phần chăm sóc khách hàng gọi lại cho cả nhà ngay và liền luôn ạ. Hoặc là cả nhà có thể mình
gọi vô cái tổng đài hotline 1800 6617 để được giải đáp liền luôn ạ. Bây giờ mình vừa mới tiêm xong ha, thì bác sĩ đang lau lại nước muối để làm sạch cái gương mặt của chị ha. Về nhà thì mình cố gắng là uống nhiều nước ha, ăn trái cây rau xanh nhiều vô cho quá trình tăng sinh cho tốt. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và cả nhà mình ơi, nếu như cả nhà mình muốn có một làn da căng bóng chuẩn hàng như diễn viên Hồng Loan này, mặt mọc mà vẫn âu tu đẹp đi chơi lễ nha cả nhà, thì hãy nhanh chân ghé qua BB Thanh Mai nè, hoặc là cả nhà có thể inbox nè, hoặc là liên lạc tới tổng đài miễn phí 1800 6617 để được giải đáp thắc mắc và được đặt lịch hẹn để thăm khám da cũng như là điều trị với công nghệ này càng sớm càng tốt. Da mình sẽ đẹp nhanh hơn để mình đón lễ đón Tết nha cả nhà. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những lần livestream tiếp theo ạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị Lan ạ.